Chào tất cả các em, nay chúng ta sẽ cùng nhau sang thầy bài luyện tập trung huy động mẫu số, các phân số. Trong ngày hôm nay chúng ta sẽ học cho thầy những vấn đề sau nhé. Thứ nhất đó là phần bài tập. Bài số 1 của chúng ta thì bài liên quan tới rút gọn các phân số này. Bài thứ hai là trong các cái phân số dưới đây thì phân số nào sẽ bằng 2/9. Bài số 3 đó là kèm quy đồng mẫu số các phân số. Và bài số 4, bài hỏi là nhóm nào dưới đây có 2/3 số ngôi sao đã bị tô màu. Cuối giờ còn thời gian, chúng ta sẽ cùng nhau làm thêm một bài kiểm tra giúp các em hiểu bài hôm nay, đó là luyện tập trung quy đồng mẫu số các phân số nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào thầy bài số 1 nào. Thì bài yêu cầu đó là rút gọn các phân số. Ở đây các em có 12/30. Các em biết rằng là 12 và 30 sẽ cùng chia cho 6. Vậy các bạn viết phải như sau. Các em có 12 chia cho 6 phần 30 chia cho 6 thì bằng 12 chia cho 6, các em sẽ được là 2, 30 chia 6 được 5. Vậy chúng mình rút gọn được là 2/5 nhé. Tương tự như vậy nào, 20/45 bằng thì 20 và 45 sẽ cùng chia hết cho 5. Vậy các em sẽ chia cả tử và mẫu cho 5 nhé. Chúng ta lấy 20 cho 5 này phần 45 cho 5 bằng 20 chia 5 được 4, 45 chia 5 các em được là 9 nhé. Vậy kết quả chúng ta được là 4/9. Tiếp tục nào, 28/70 là bằng. Ở đây các em thấy rằng là 28 và 70 sẽ cùng chia hết cho 14. Các bạn sẽ viết thành như sau. Ta lấy 28, các em chia cho 14 phần lấy 70 chia cho 14 là bằng 28 chia 14 được 2 này. 70 chia 14 các em được là 5. Vậy kết quả các em được là 3/5 nhá. Thế còn 34/51 là bằng 34 và 51, các em thấy rằng là cùng chia hết cho 17. Nên là chúng ta viết cho thầy là 34 chia 17 bằng phần 51 chia cho 17. 34 chia 17 được 2, 51 chia 17 3. Vậy kết quả các em được là 2/3 nhé. Vậy chúng ta hiểu bài số 1 chưa? Muốn rút gọn các cái phân số này thì các bạn xem cho thầy là tử số và mẫu số cùng chia hết cho một số nào. Sau đó các em rút gọn đi nhé. Chúng ta chuyển cho thầy sang bài số 2 nào. Đây bài hỏi các em như sau này. Là trong các cái phân số dưới đây, phân số nào bằng 2/9? Đầu tiên chúng ta ghi cho thầy như sau này. Đầu tiên là 5/8, 5/18. Thì phân số này chúng ta làm sao? Nó khác 2/9 rồi, nó không thể bằng 2/9 được nữa. Thế còn 6/27 nào. 6/27 các em rút gọn đi. Chúng ta cùng chia hết cho 3. 6 chia 3 phần 27 chia 3 sẽ bằng 6 chia 3 được 2, 27 chia 3 được 9. À vậy thì 6/27 chính là bằng 2/9 đấy. Thế còn 14/63 sẽ là bằng 14 và 63 cùng chia cho 7. Em có 14 chia cho 7 phần 63 chia cho 7 bằng 14 chia 7 được 2, 63 chia 7 được 9. À vậy thì phân số 14/63 nó cũng bằng phân số 2/9 đấy. Thế còn 10/36 nào. 10/36 cùng chia hết cho bao nhiêu? Cho 2 thôi. 10 chia 2 phần 36 chia 2 sẽ bằng 10 chia 2 các em được 5 này. 36 chia 2 chúng ta được 18. Phân số này không rút gọn nữa và nó cũng khác gì đây? 2/9 nhé. Ta trả lời cho thầy là kết luận là vậy. Các phân số bằng 2/9 là ở đây các em sẽ có hai phân số thôi. Đó là 6/27 và 14/63 nhé. Vậy các bạn đã hiểu thầy bài số 2 chưa? Chúng ta chuyển tiếp thầy sang bài số 3 nào. Thì bài yêu cầu như sau.
đó là quy đồng mẫu số các phân số. Quy đồng mẫu số các phân số. Quy đồng mẫu số các phân số. Câu A nào. 4/3 và 5/8. Thì kết mấy là 8 ở đây không chia cho 3. Vậy thì chúng ta sẽ làm dần dần thôi. Các em sẽ nhân cả tử và mẫu của phân số thứ nhất với 8, đúng không? Thì các em lấy 4 nhân với 8 phần 3 nhân với 8 bằng. Thì 4 nhân 8 các bạn được là 32 phần 3 nhân 8 các em được là 24. Vậy thì 4/3 sẽ bằng là 32/24 nhá. Tương tự như vậy nào, 5/8 sẽ bằng. Ta lại đem cả nhân cả tử và mẫu với 3. Các em có 5 nhân với 3 phần 8 nhân với 3 nhá. Thì 5 nhân 3 các em được là 15. 8 nhân 3 chúng ta được là 24. Ta chuyển thầy sang ý B nào. Đó là 4/5 và 5/9 nào. Các em thấy rằng là đa 9 ở đây cũng không chia cho 5. Các bạn sẽ thấy là mẫu số chung là 4/5. Các em lấy 4/5 bằng. Ta sẽ lấy phân số thứ nhất, tử số và mẫu số, đem nhân với mẫu của phân số thứ hai là 9. Ta lấy 4 nhân với 9 phần 5 nhân với 9 bằng nào. 4 nhân 9 các em được là 36. 5 nhân 9 các em được là 45. Thế còn 5/9 thì mình lại đem gì? Nhân cả tử và mẫu với 5. Chúng ta có 5 nhân với 5 phần 9 nhân với 5 bằng. 5 nhân 5 các em được là 25. 9 nhân 5 chúng ta được là 45 nhá. Chúng ta chuyển cho thầy sang ý C. 4/9 và 7/12. Ở đây các em phải cực kỳ chú ý mẫu số chung của các bạn sẽ lấy cho thầy. Các em lấy 12, các bạn nhân với 3 thì các em được là 36. Vậy thì trong trường hợp này mẫu số chung các bạn sẽ lấy cho thầy là số gì? Số 36 nhá. Nhắc lại này, lấy 12 nhân 3 là 36. 36 chia 9 được 4. Vì thế là mẫu số chung chính là 36. 4/9 bằng 36 chia cho 9 là các em sẽ được là 4. Các em nhân cả tử vào mẫu với 4. Các em có 4 nhân 4 phần 9 nhân 4 là bằng nhá. 4 nhân 4 các em được là 16. 9 nhân 4 các em được là 36. Thế còn 7/12 tức là bằng. 36 chia 12 được 3. Vậy các em lấy 7 nhân 3 phần 12 nhân với 3 nhá. 7 nhân 3 các em được 21. 12 nhân 3 các em được là 36. Vậy chúng ta sẽ được là 21/36. Chúng ta chuyển thầy sang ý D nào. Chúng ta chuyển tiếp vào thầy sang ý D nào. 1/2, 2/3 và 7/12. Đây các em quan sát là 12 của chúng ta chia hết cho 2. 12 chia 2 được 6 này. 12 cũng chia cho 3. 12 chia 3 được 4. Vậy mẫu số chung các bạn chọn là 12. Lúc này là 7/12 các bạn sẽ giữ nguyên. Chúng ta chỉ quy đồng hai phân số còn lại thôi. 12 chia 2 được 6. Vậy các em lấy 1 nhân 6 phần 2 nhân 6 nhá bằng. 4 nhân 6 là 6 này. 2 nhân 6 12. Thế còn 2/3. 12 chia 3 được 4. Vậy em đem nhân cả tử vào mẫu với 4. Chúng ta có 2 nhân 4 phần 3 nhân 4 nhá. 2 nhân 4 là 8, 3 nhân 4 12. Thế còn 7/12 các bạn thấy gì? Giữ nguyên nào. Ta giữ nguyên 7/12.
Vậy các bạn đã hiểu ý D chưa? Chúng ta chuyển tiếp cho thầy sang bài số 4. Chúng ta hỏi các bạn như sau. Nhóm nào dưới đây có 2/3 ngôi sao bị tối đen? Chúng ta như thầy là trong này là nhóm gì đây? Nhóm B nhá. Nhóm B sẽ có 2/3 số ngôi sao đã tô màu. Tại vì sao này? Ở đây các em thấy nhóm B của ta có tổng cộng gì đấy? 3 ngôi sao. 1 này, 2 này, 3 này. Và ở đây người ta đã tô màu hai ngôi sao. Tô màu hai ngôi sao. Nghĩa là cái tử của chúng ta ấy là 2, nghĩa là đại diện cho hai ngôi sao đã bị tô màu. Còn mẫu của chúng ta là 3, nghĩa là có 3 ngôi sao. Vậy thì cái thế là nhóm B chính là nhóm có 2/3 số ngôi sao đã bị tô màu. Thế còn những cái nhóm còn lại này, nhóm A thì có 1/3, nhóm C thì có 2/5, nhóm D thì có 3/5. Rồi, trên đây đó là phần luyện tập trung của bài quy đồng mẫu số các phân số nhé. Bây giờ để giúp các em hiểu bài hơn, chúng ta cùng nhau làm thể một cái bài kiểm tra nào.
ta cùng nhau làm thầy một cái bài kiểm tra nhé. Bài số 1, rút gọn các phân số, kem có 4 ý này. Bài số 2, trong các phân số sau, phân số nào là bằng 2/11 nhé. Bài số 3, quy đồng mẫu số các phân số, kem có 4 ý. Các bạn hãy cùng nhau làm thầy bài kiểm tra này nhé. Chúng ta kết thúc cho thầy bài luyện tập trung quy đồng mẫu số các phân số ở đây nhé.